Đại ca, nhiệm vụ đã hoàn thành. Bọn tôi đã đi ngắm mưa sao băng. Mưa sao băng đẹp lắm. Tôi còn cầu nguyện nữa. Bên anh thế nào rồi? Ngắm được rồi à? Vậy thì chắc chắn đã xảy ra chuyện gì nữa. Hạ Văn Hy, có chuyện gì xảy ra sau khi ngắm mưa sao băng không? Hạ Văn Hy, có chuyện gì xảy ra sau khi ngắm mưa sao băng không? Không có chuyện gì hết. Tôi đang đi xem phim với Diệp Hữu Ninh. Sao vậy? Cô ngồi trước này, có thể tắt điện thoại đi không? Sáng quá ảnh hưởng đến tôi xem phim. Xin lỗi. Tớ đi vệ sinh một chút, lát nữa sẽ quay lại. Cho tôi biết hết những chuyện đã xảy ra sau khi cô ngắm mưa sao băng đi, gồm cả những chi tiết nhỏ. Tối qua bọn tôi ngắm mưa sao băng trên núi, dựng lều ngủ một đêm. Gần đến trưa thì cậu ấy đi đăng ký tham gia cuộc thi hát với tôi. Bọn tôi ăn lẩu ở sảnh lớn, giờ thì đang ở rạp chiếu phim. Chỉ vậy thôi. Những chuyện này thì liên quan gì đến cái chết của Hạ Văn Hy? Chẳng lẽ thực sự không xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc thì mình phải làm thế nào mới cứu được cô ấy? Diệp Hữu Ninh, cậu ầm ĩ như vậy đủ chưa hả? Văn Hy đã đi rồi. Còn do cậu đưa cô ấy từ Venice về. Cậu quên rồi sao? Venice. Mình phải đến Venice. Lão Diệp, cậu đi đâu vậy? Tôi đi tìm Văn Hy. Cậu đi đâu tìm Văn Hy chứ? Tôi muốn đến Venice. Tôi phải làm rõ nguyên nhân cái chết của Văn Hy. Diệp Hữu Ninh, Văn Hy đi rồi. Cậu nghĩ chỉ mình cậu buồn, chứ bọn tớ không buồn à? Thời gian trước, ngày nào cậu cũng uống rượu. Bây giờ cậu nói muốn đi Venice là đi ngay. Tớ chăm sóc cậu thay mọi người. Nếu cậu có mệnh hệ gì, tớ biết ăn nói thế nào với họ. Cậu nhìn tớ đi. Cậu nhìn tớ đi. Nếu bây giờ Hạ Văn Hy nhìn thấy, thì cậu mong cô ấy thấy dáng vẻ hiện tại của cậu sao? Rõ ràng cô ấy có thể sống thật tốt, nhưng tất cả là do tớ. Là tớ đưa cô ấy đi xem mưa sao băng nên mới hại cô ấy thành ra như bây giờ. Tất cả là tại tớ. Tất cả là tại tớ. Tớ có thể cứu ông, thì cũng có thể cứu Văn Hy. Lão Diệp, bình tĩnh một chút. Bình tĩnh một chút. Cậu có thể giúp tớ không? Tớ không yên tâm khi để ông ở nhà một mình. Cậu có thể giúp tớ chuyển lời cho Dương Sấm và Tiểu Ái, nhờ bọn họ chăm sóc ông một thời gian không? Được chứ? Chuyện này không phải là vấn đề gì. Vấn đề là tại sao cậu cũng muốn đi Venice? Cậu mới về chưa đầy nửa tháng mà. Hơn nữa với tình trạng hiện tại của cậu, với trạng thái của cậu, đến Venice rồi cậu có thể làm gì sao? Chẳng lẽ người còn sống không nên sống thật tốt ư? Cậu có thể đồng ý với tớ không? Bộ phim hôm nay chẳng hay gì cả. Lần sau chúng ta đừng xem thể loại này nữa. Tớ sắp ngủ gật luôn đấy.
Nhưng lẩu thì cũng ngon lắm. Không ngờ sảnh lớn của trường còn có thể làm món này. Cậu không nhớ lại những ngày tháng mọi người cùng ăn lẩu ở câu lạc bộ chiếu phim lúc trước sao? Này, sao cậu không nói gì cả vậy? Cậu có muốn nói gì với tớ à? Tớ vẫn đang nói đây. Người đó là ai? Cái gì mà người đó? Trong dạp chiếu phim, tớ thấy hết rồi. Cậu đang dùng cái điện thoại cũ của cậu để liên lạc với một người. Cậu lại còn nói hết những chuyện giữa chúng ta cho người đó nữa. Cậu đừng nghĩ lung tung. Chuyện này tất cả là hiểu nhầm thật đấy. Hiểu nhầm gì? Buổi sáng tớ hỏi cậu về chuyện cái điện thoại này thì cậu không nói thật với tớ. Cậu còn nói với tớ là cậu dùng ghi chú để ghi chép vài chuyện. Nếu hôm nay là hiểu nhầm thì cậu cho tớ biết đi, rốt cuộc người đó là ai? Anh ấy thực sự không phải như cậu nghĩ đâu. Anh ấy là một người rất đặc biệt. Anh ấy là người ở tương lai. Nhưng cũng có khả năng anh ấy còn không phải là con người nữa. Không phải, Diệp Hữu Ninh, tớ không thể giải thích rõ với cậu. Nhưng thực sự không phải như cậu nghĩ đâu. Bác sĩ, cái chết của cô ấy thực sự không có lý do khác ư? Anh Diệp, khi ấy chúng tôi đã nói rõ ràng với anh rồi. Cái chết của bệnh nhân này không thể giải thích bằng y học. Trên cơ thể bệnh nhân không hề có dấu hiệu lạ nào. Sao lại không thể giải thích chứ? Cái chết của một người sao có thể không hề có nguyên nhân? Xin lỗi, tôi không thể giúp anh. Thành thật xin lỗi. Bác sĩ, có thể tìm hiểu ghi chép lịch trình của xe cấp cứu bệnh viện không? Alo? Alo, cậu đợi một lát, bên tớ ồn quá, để tớ ra ngoài nói chuyện với cậu. Cậu đợi tớ một lát. Chắc là được rồi đấy, cậu nói đi. Tớ cãi nhau với Diệp Hữu Ninh rồi. Có chuyện gì vậy? Cậu ấy nghĩ có người thứ ba chen vào bọn tớ. Cậu ấy hiểu nhầm tớ. Có hiểu nhầm gì thì phải giải thích rõ ràng. Đừng kìm nén trong lòng. Tớ không thể giải thích rõ ràng với cậu ấy về chuyện này. Đình Đình, cậu nói xem, có khi nào sau này cậu ấy thực sự không để ý đến tớ nữa? Có khi nào sau này cậu ấy không thích tớ nữa không? Chuyền bóng, có khi nào... Bạn gì ơi, không sao chứ, xin lỗi nhé. Nhìn người khác một chút đi, xin lỗi, không sao, không sao. Đình Đình, lát nữa tớ nói chuyện với cậu nhé. Được. Sao cậu lại đến đây? Đi ngang qua. Đi ngang qua. Lạnh quá đi mất. Thời tiết phương Bắc các cậu có gió lớn quá. Thổi bay người luôn đấy chứ. Lạnh quá. Trời lạnh thế này mà cậu còn ngồi lâu như vậy à? Cậu không giận nữa hả? Sao cậu vẫn còn giận vậy? Tớ xin cậu đấy, đừng giận nữa. Đừng khóc, khóc nữa là tớ giận đấy. Tớ không nói dối cậu thật mà. Tớ cũng chẳng biết mấy tin nhắn đó đến từ đâu. Hơn nữa nó thực sự không thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta. Nó càng không phải là người thứ ba gì đó như cậu nghĩ. Không phải, nhưng cảm giác lúc này của tớ cứ như cậu đang lén tớ hẹn hò với người khác ấy. Tớ thề với cậu, giữa chúng ta chắc chắn không có người thứ ba. Hơn nữa tớ cũng chắc chắn không nói dối cậu. Nếu tớ nói dối cậu thì tớ sẽ ăn kem trong trời mùa đông lạnh giá này. Được, cứ vậy đi. Vậy là cậu không giận nữa. Thế là chúng ta làm hòa rồi phải không? Đúng không, đúng không? Bạn gái dễ thương nhất trên đời này của cậu đang lạnh muốn chết đây này. Tớ lạnh đến nỗi tê hết cả chân rồi. Tớ không giận nữa. Được. Lên đi.
Tớ không muốn đeo một cái túi sách nữ tính như thế này đâu. Đừng nói Ngũ Nguyệt Thiên của tớ nữ tính, anh ấy rất dễ thương. Xông lên. Trần Đình Đình, lâu lắm rồi không gặp, sao cậu lại ở đây? Tớ đại diện câu lạc bộ của trường bọn tớ đến tham gia hoạt động câu lạc bộ của các cậu. Gia Kỳ, các cậu nói chuyện trước đi, bọn tớ vào trong đi dạo trước nhé. Được. Vậy sao cậu không vào trong? Bên trong ồn ào, nhiều người quá. Tớ ra ngoài hít thở. Đi nào, để tớ mời cậu uống nước. Xin chào. Chào cậu, nếu muốn vẽ tranh thì làm ơn đợi một lát. Cháu muốn hỏi thăm vài việc. Một tháng trước có một cô gái người Trung Quốc gặp sự cố ở đây. Là chú gọi xe cấp cứu cho cô ấy, chú còn nhớ không? Đương nhiên là nhớ. Thế nào, bây giờ cô ấy vẫn ổn chứ? Cô ấy mất rồi. Đến bệnh viện cũng không cứu được. Ôi trời ơi. Làm ơn đợi một lát. Xin nén bi thương. Vậy chú còn nhớ tình hình cụ thể ngày hôm đó không? Cô ấy gặp sự cố như thế nào? Hôm đó cô ấy đến đây, nhờ tôi vẽ tranh chân dung cho cô ấy. Cô bé à, sao vậy? Cô bé. Xin chào, trung tâm cấp cứu phải không? Làm ơn nhanh chóng cho một chiếc xe cấp cứu đến đây. Có một cô gái bị ngất. Cô ấy tự ngã, không hề có dấu hiệu gì, ở ngay chỗ này này. Trước đó cũng chẳng có dấu hiệu lạ gì cả. Phía cảnh sát và bệnh viện cũng đã xác thực. Không có bất cứ dấu hiệu lạ nào. Anh phải thay đổi quá khứ như thế nào để cứu em đây? Hạ Văn Hy, sau này cô đừng đến Venice, cả đời này cũng không được đến. Venice? Sao tôi lại phải đến đó? Cứ nghe theo tôi là được. Chắc chắn phải đồng ý với tôi. Được rồi, tôi không đi là được. Cho cậu cái này này. Cảm ơn. Dạo này cậu vẫn khỏe chứ? Bận lắm. Ngành của bọn tớ yêu cầu khá cao. Vừa phải mặc đồng phục, lại phải tập trung đúng giờ, không còn được chơi máy tính nữa. Còn cậu? Tớ vẫn ổn. Năm nhất không nhiều môn lắm. Đúng rồi, dạo này tớ đang chuẩn bị vài thứ để thi thạc sĩ, nên đôi lúc cũng sẽ hơi bận. Sao lên đại học rồi mà cậu vẫn liều mạng quá vậy? Chú ý nghỉ ngơi đi. Cậu cũng thế. Dạo này Văn Hy thế nào? Các cậu có liên lạc không? Cậu mới tớ uống cái này là để hỏi về cậu ấy à? Không phải. Cậu đừng hiểu nhầm. Tớ rất vui vì cậu có thể đến trường tớ. Alo, sao thế? Cậu đi đâu vậy? Hoạt động sắp kết thúc rồi này. Tớ gặp được một người bạn ở đây, nói chuyện một lát. Tớ còn đang cầm túi sách của cậu đây này. Có cần đợi cậu về chung không? Được, cậu đợi tớ một lát, tớ sẽ đến ngay. Để tớ tiễn cậu. Thi thạc sĩ thì cậu cũng định thi luật à? Ừ. Phi công à? Sao chưa từng thấy cậu nói có một người bạn thi vào học viện hàng không thế? Tớ về trước đây. Ký túc xá của bọn tớ có giờ giới nghiêm. Tạm biệt. Sao thế? Cậu ấy khỏe lắm. Cậu cứ yên tâm đi. Đàn chị,
Cậu được đấy. Vừa cao vừa trắng vừa xinh. Em nhặt được một quyển sổ tay có mật khẩu và một cây bút ở đây, đều bị người khác đánh nát hết rồi. Làm sao đây? Vứt đi à? Để lại đi, đưa đến nơi nhận đồ bị mất ấy. Lỡ như người ta quay lại tìm thì sao? Nhưng trên quyển sổ này chẳng có chữ gì cả. Đưa đây chị xem nào. Chẳng phải đây là bút tàng hình à? Soi bằng cái này này. Em xem. Ngày thứ 109, quen biết Lâm Gia Kỳ. Gọi cậu kìa. Lâm Gia Kỳ, Lâm Gia Kỳ. Lâm Gia Kỳ. Tôi là Lâm Gia Kỳ đây. Vậy quyển sổ này viết về cậu à? Ngày mai mấy giờ chúng ta đến phòng tự học vậy? Có cần tớ chiếm chỗ cho cậu không? Sổ tay có mật khẩu của mình đâu? Thương Thương, cậu có thấy sổ tay có mật khẩu của tớ không? Tớ không thấy. Không đúng. Tớ vẫn để sổ tay có mật khẩu trong túi sách, mang theo bên người mà. Sao lại không thấy nữa? Xem thử trên giường đi. Bạn cùng phòng của tớ không tìm thấy đồ. Tớ vẫn không tìm thấy. Cậu đợi một lát. Làm sao đây? Không phải là rơi ở Đại học Hàng không Vũ trụ Hoan Châu chứ? Đại học Hàng không Vũ trụ Hoan Châu. Đình Đình, tắt đèn rồi, đừng ra ngoài nữa. Ngày mai hãy tìm. Mình cái này, sổ có mật khẩu của mình. Không có ký ức chồng chéo. Chuyện gì thế này? Sao cậu lại khóc? Tôi không biết làm sao để cứu người tôi yêu. Người yêu của cậu bị làm sao? Tôi phải trơ mắt nhìn cô ấy gặp tai nạn hết lần này đến lần khác. Tôi hết lần này đến lần khác phải thay đổi thời không muốn cứu cô ấy. Nhưng dường như cô ấy lại càng lúc càng rời xa tôi. Thời gian có quy luật của riêng mình, không thể thay đổi bằng sức mạnh của con người. Cậu từng nghe về câu chuyện này chưa? Vào thế kỷ trước, Venice có một người cha xứ. Ông ấy đã phát minh ra một cỗ máy thời gian có thể xuyên qua thời gian và không gian. Ông ấy đã dùng cỗ máy đó để xuyên qua nhiều dòng thời gian và không gian khác nhau. Trong hoạt động mặt nạ của lễ hội hóa trang, cha xứ đã yêu cô gái đeo chiếc mặt nạ giống ông ấy. Cho đến một lần ông ấy quay về một ngày trong quá khứ, cha xứ cứ thế xông vào cuộc đời của cô gái. Hai người đã trải qua một khoảng thời gian hạnh phúc, mãi mãi ở lại khoảng thời gian đó. Ông ấy tình nguyện vì cô gái ấy. Ông ấy lặng lẽ niêm phong cỗ máy thời gian lại. Nhưng không may là cô gái ấy bất ngờ qua đời. Tại sao? Sau đó thì sao? Sau đó để cứu cô gái ấy, cha xứ đã khởi động lại cỗ máy thời gian. Ông ấy không ngừng quay về quá khứ để thay đổi số phận của cô gái. Nhưng ông ấy càng sửa thì lại càng tệ hơn. Sau mỗi lần thay đổi, cô gái ấy luôn phải chết thêm một lần. Nhưng cha xứ không có cách nào khác. Ông ấy chỉ có thể không ngừng thay đổi thời không. Chỉ cần cô gái ấy có thể sống lại thì ông ấy đồng ý làm mọi thứ. Nhưng theo từng lần thay đổi, tuổi thọ của cô gái ấy trong dòng thời không đó càng lúc càng ngắn. Cho đến một lần sau khi thay đổi, cô gái ấy đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới. Không còn ai nhớ đến cô ấy nữa. Trong dòng thời không ấy, cha xứ không tìm được chút nào về sự tồn tại của cô ấy, mà ông ấy cũng không thể thay đổi nó nữa. Lúc này, cuối cùng cha xứ mới hiểu rằng đây là sự trừng phạt cho việc cưỡng chế can thiệp vào thời không của mình. Dòng thời không của cha xứ và cô gái ấy vốn không trùng nhau. Hai người vốn không nên yêu nhau. Tình yêu của hai người là thứ được sinh ra sau sai lầm khi can thiệp vào thời không. Nếu cha xứ không bước vào cuộc sống của cô gái ấy, thì có lẽ cô ấy có thể bình yên sống hết một đời. Vậy, cuối cùng cha xứ không cứu được cô gái ấy sao? Phải. Cha xứ rất hối hận. Ông rất mong mọi thứ chưa từng xảy ra. Ông ấy thà rằng mình chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của người yêu, cũng không muốn người yêu bị xóa khỏi dòng thời không vì chính mình. Sau đó cha xứ đã xây dựng một nhà thờ và vẽ lại câu chuyện cứu được người yêu trên bức tường trong phòng xưng tội của nhà thờ. Ông ấy canh giữ ở nhà thờ và câu chuyện không tồn tại ấy từng ngày, mà câu chuyện này cũng trở thành một lời trách móc, cuốn chặt lấy sinh mạng của ông ấy.
Tại sao mình cứ thấy câu chuyện này rất quen thuộc nhỉ? Người cha xứ này biết bản thân đã được định trước rằng không thể yêu cô gái này. Vì lần nào ông ấy quay về thì ít nhiều cũng sẽ làm tương lai thay đổi. Có điều ông ấy vẫn không chùn bước, hết lần này đến lần khác quay về quá khứ. Đến tận khi hành vi của ông ấy bị phát hiện, ông ấy biết mình sẽ bị trừng phạt. Cỗ máy thời gian này cũng sẽ bị tiêu hủy. Vậy nên trước khi cỗ máy đó bị tiêu hủy, ông ấy quyết định quay lại về quá khứ một lần cuối cùng. Lâm Gia Kỳ, sao cậu lại ở đây? Tớ đến tìm cậu. Tớ hỏi người trong trường của cậu thì họ nói là sinh viên của khoa cậu đều ở đây. Vậy sao cậu lại đến tìm tớ? Tớ đến để trả đồ cho cậu. Sao cậu lại cầm cái này? Hôm qua lúc cậu đi thì có một người nhặt được ở sảnh trong trường. Không sao, đây cũng không phải là thứ gì đáng giá, chỉ là một quyển sổ trắng thôi. Cảm ơn cậu nhé. Đình Đình, chúng ta có thể đến nơi nào đó để nói chuyện được không? Cậu biết hết rồi à? Biết rồi. Nhưng tớ không cố tình đọc trộm. Không sao, tớ cũng chỉ biết vậy thôi. Cậu cứ coi như không. Đình Đình, xin lỗi. Không cần nói xin lỗi tớ. Thích cậu vốn là chuyện của bản thân tớ. Mình còn chưa nói đã bị từ chối rồi ư? Cậu biết là từ trước đến nay trong lòng tớ chỉ có Văn Hy thôi mà. Nhưng Văn Hy đã có Diệp Hữu Ninh rồi. Nhưng tình cảm của con người đâu có thể nói thay đổi là có thể thay đổi. Xin lỗi. Tốt, được rồi. Cảm ơn. Văn Hy, cậu uống miếng nước nóng trước khi lên sân khấu cho nhuận giọng đi. Tớ căng thẳng quá, làm sao đây? Có tớ đây, đừng căng thẳng. Văn Hy, tớ đến cổ vũ, trợ uy cho cậu này. Cậu làm nước của người ta đổ hết rồi kìa. Tớ nói này, các cậu đến thì đến đi, lại còn... Chuyện gì vậy? Văn Hy, cậu sao thế? Cậu ấy đã vốn căng thẳng, cậu lại còn hù cậu ấy nữa. Không, chẳng phải tớ sắp lên sân khấu rồi à? Sao tớ có thể... Còn nấc cụt nữa. Xin mời thí sinh tiếp theo, đến từ khoa khảo cổ của trường chúng ta, bạn Hạ Văn Hy. Lão Hạ, đây là thời khắc quan trọng của cậu, cứ làm hỏng mãi thì phải làm sao? Tớ nói nhớ, tớ còn đang lo không có chỗ để hát bài rap mới của tớ đây. Cậu mà còn không cố gắng là tớ lên thay đấy. Tớ mới...
Chuyện gì thế này? Tớ sắp phải lên sân khấu rồi. Văn Hy, cậu thử lại một lần nữa đi. Uống từng ngụm nhỏ thôi. Uống liền mười mấy lần thì sẽ không sao nữa. Thử xem. Sao đã học đại học rồi mà tớ còn bị lây sự xui xẻo của cậu như vậy hả lão Hạ? Hạ Văn Hy, mau lên sân khấu đi. Người dẫn chương trình gọi mấy lần rồi đấy. Đỡ hơn chưa? Tớ đỡ hơn rồi. Cố lên. Đưa túi cho tớ. Người cha xứ này biết bản thân đã được định trước rằng không thể yêu cô gái này. Vì mỗi khi ông ấy quay về, ít nhiều gì cũng sẽ làm tương lai thay đổi. Có điều ông ấy vẫn không chùn bước, hết lần này đến lần khác quay về. Đến tận khi hành vi của ông ấy bị phát hiện, ông ấy biết mình sẽ bị phạt. Cỗ máy thời gian này cũng sẽ bị tiêu hủy. Vậy nên trước khi cỗ máy này bị tiêu hủy, ông ấy quyết định quay về quá khứ một lần cuối cùng. Nội dung trên quyển sách này sao lại giống hệt những gì ông cụ kia nói vậy? Ông ấy quay về một ngày trong quá khứ, trong hoạt động mặt nạ của lễ hội hóa trang. Cha xứ đã yêu cô gái đeo chiếc mặt nạ giống ông ấy. Cha xứ cứ vậy xông vào cuộc sống của cô gái ấy. Kết thúc là cha xứ đi từ cầu than thở đến nơi hành hình. Đúng lúc đó dưới cầu có một chiếc thuyền đưa thư. Trên thuyền đưa thư chính là cô gái kia, cùng nửa kia của cô ấy. Thì ra câu chuyện trên tường là giả. Cha xứ không cứu được người yêu. Ông ấy sống cả đời trong đau khổ. Nếu cuộc đời của Hạ Văn Hy không có mình, thì có lẽ cô ấy có thể như cô gái dưới cầu than thở, yên ổn sống cả đời. Mình và Hạ Văn Hy vốn không nên yêu nhau. Xin lỗi Hạ Văn Hy, cô và Diệp Hữu Ninh vốn không nên hẹn hò. Không thì số phận tương lai của hai người đều sẽ bị ảnh hưởng. Chia tay đi. Chào mọi người, tôi là Hạ Văn Hy, đến từ khoa khảo cổ. Em gì ơi, có phải tối nay em ăn nhiều quá không? Nếu không được thì em xuống để tiêu bớt đi đã. Rốt cuộc thì anh là ai? Tại sao lại hết lần này đến lần khác làm phiền Hạ Văn Hy, chen vào cuộc sống của chúng tôi vậy? Cậu là Diệp Hữu Ninh? Là tôi. Quả nhiên anh đang lén nhìn vào cuộc sống của chúng tôi, có phải không? Rốt cuộc thì anh là ai? Có mục đích gì?
Nếu tôi nói tôi là cậu trong tương lai, cậu của năm 31 tuổi, thì cậu có tin không? Không thể nào. Anh đừng có giả ma giả quỷ nữa. Rốt cuộc thì anh là ai? Tại sao lại muốn bảo Hạ Văn Hy chia tay với tôi? Tuyệt lắm. Bài hát này vốn là ký ức của một mình tôi, nhưng rất biết ơn vì bây giờ có một người khác có thể cùng tôi chia sẻ nó. Vậy nên tôi muốn tặng bài hát này cho... Xin mời thí sinh tiếp theo. Văn Hy, cậu hát hay thật luôn đấy. Diệp Hùng Ninh đâu? Hình như tớ mới thấy cậu ấy ôm búp bê chạy ra ngoài rồi. Vì hai người vốn là, hai người không nên cùng xuất hiện, hai người không nên yêu nhau. Nếu tiếp tục ở bên nhau, thì chỉ làm Hạ Văn Hy phải chết. Nếu cậu yêu cô ấy, thì hãy rời khỏi cô ấy đi. Tôi không tin những gì anh nói. Nếu anh tiếp tục làm phiền Hạ Văn Hy, Diệp Hữu Ninh, thì tôi sẽ báo cảnh sát. Dù anh có trốn ở xó xỉnh nào, thì tôi cũng sẽ lôi được anh ra. Cậu sao vậy? Sao cậu một mình chạy ra ngoài thế mà không nói tiếng nào? Sao cậu lại còn cầm điện thoại của tớ nữa? Tại sao cậu vẫn liên lạc với anh ta? Người ở tương lai lại nói gì với tớ à? Anh ta khuyên cậu chia tay với tớ. Anh ấy... Sao có thể chứ? Anh ấy sẽ không nói như vậy đâu. Có phải cậu hiểu nhầm gì không? Cậu đưa cho tớ, để tớ hỏi anh ấy. Anh ấy, cậu hỏi cái gì? Vẫn muốn tiếp tục liên lạc với anh ta phải không? Tớ không có ý này. Tớ chỉ sợ nếu cậu hiểu nhầm gì đó, nên tớ mới muốn hỏi cho rõ ràng. Rốt cuộc thì cậu có xem tớ là bạn trai của cậu không? Hôm đó nói muốn đi ngắm mưa sao băng là anh ta gợi ý phải không? Không phải. Không phải anh ấy bảo tớ đi ngắm mưa sao băng với cậu, nên tớ mới đi ngắm với cậu. Tớ vốn đã muốn ngắm sao băng với cậu. Đúng lúc anh ấy hỏi tớ trước. Tớ nói với cậu rồi, anh ấy là một người đến từ tương lai. Người ở tương lai? Cậu đang nói cái gì vậy hả? Cậu đang nói cái gì vậy? Tớ biết nghe có vẻ không có logic, nhưng... Anh ấy thực sự là một người ở tương lai. Cái điện thoại này cũng thực sự là một cỗ máy thời gian. Từ lúc chúng ta lên cấp 3, anh ấy đã giúp tớ rồi. Anh ấy còn giúp cả lớp chúng ta nữa. Anh ấy còn cho tớ biết số của vé trúng nữa. Cậu có thể tin tưởng tớ không? Tại sao cậu lại không chịu tin tưởng tớ vậy? Được. Hôm nay tớ sẽ tạm thời tin cậu. Nhưng cậu cho tớ biết đi, tại sao lại có người quan tâm cậu như vậy? Cậu thấy hợp lý sao? Được lắm. Hôm nay anh ta nói muốn cậu chia tay với tớ. Vậy cậu có làm không? Đương nhiên là không. Vậy nên tớ mới nói tớ muốn hỏi cho rõ ràng. Được. Tớ tin cậu sẽ không làm vậy. Tớ cũng vẫn yêu cậu. Nhưng cậu hãy đồng ý với tớ rằng từ nay về sau cậu sẽ không dùng cái điện thoại này nữa, được không? Cậu có biết Diệp Hữu Ninh đi đâu không? Tớ không biết. Nhưng tớ cũng không tìm thấy cậu ấy ở chỗ nào khác. Buổi chiều tan học xong cậu ấy vẫn chưa về. Vậy cậu gọi cho cậu ấy giúp tớ đi. Được rồi, để tớ gọi cho cậu ấy. Alo, bạn gái của cậu đang đợi cậu ở ký túc xá này.
Cậu ở đây à? Cậu đừng chạy nữa, cậu đừng chạy nữa. Cậu nghe tớ nói đi. Tớ thực sự... Cậu không sao chứ? Cậu đụng trúng rồi à? Cậu làm gì vậy? Tớ sợ cậu bị điện giật. Cậu ngã đập vào đâu à? Có đập trúng đâu không? Xin lỗi, tớ không cố ý đâu. Tớ không sao. Tớ đồng ý với cậu, sau này tớ sẽ không dùng cái điện thoại đó nữa. Tớ cũng sẽ không liên lạc với người kia nữa. Dù anh ấy là ai, sau này tớ sẽ không dùng cái điện thoại đó nữa. Được không? Được, tớ biết rồi. Lúc nãy cậu làm tớ sợ quá đấy. Lúc cậu mới bước ra khỏi cửa, tớ thực sự nghĩ rằng tớ sẽ mất cậu. Tớ gọi cho cậu mà cậu cũng không nghe máy. Đi đâu cũng không tìm thấy cậu. Được rồi, cậu đừng khóc nữa. Chẳng phải tớ đã nói là tớ không sao rồi à? Xin lỗi đại ca, sau này tôi không thể liên lạc với anh nữa. Tôi không muốn mất đi cuộc sống hiện tại vì chuyện này. Cảm ơn những ngày tháng anh đã ở bên tôi. Tạm biệt.